rau đó cả nhà này. Rau đó mùa mưa cho nên là trồng nó hơi khó cả nhà ơi. Xuống vườn nhổ rau nha. Ngô ôm hả? Đâu có trồng ngô ôm đâu, có ngô ôm trời. Hả? Có trồng. Nãy đó chị nói em làm cái gì? Cái gì? Rau muống á. Sao? Hay luộc gì đi. Cái con chua mẹ lên. Ừ, vậy làm gì dùng được nha. Nó canh cho mấy nhỏ nó ăn nó có canh. Ừ. Nó cái trái đó. Rau này đúng là chuẩn rau sạch. Nè. Cái này là nó còn không nhiều mà nó mới tốt vậy nè. Không, nó mưa nhưng mà nó không có chạy xuống, nó cao. Ở ngoài kia nó chạy hết kìa. Gì đó. Nè. Đã không? Tới thì chị thấy đâu ạ? Đấy. Thấy đó, chỗ này có cái miếng